Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái webcam từ những cái thiết bị bỏ đi để dành cho những cái máy PC hoặc là những cái máy laptop mà nó không có webcam. Tại vì cái mùa này chúng ta học online thì chúng ta rất cần đến cái webcam. Những cái linh kiện mà cần để tạo một cái webcam như sau. Đó là một cái cọng dây USB, một sợi dây USB. Sợi dây này có thể các bạn tận dụng những cái sợi dây mà nó bị hư á, sợi dây sạc mà nó bị hư nè, hoặc là những con chuột mà nó bị hư rồi đó, thì chúng ta cắt ra chúng ta lấy cái dây USB này nha. Đó. Và một cái nữa là một cái webcam. Đây là cái webcam của một cái máy laptop cũ nào đó đã bỏ đi. Những cái xác laptop này nó có những cái webcam này, thì cái webcam này nó không có giá trị bao nhiêu. Ví dụ các bạn có thể mua ở những cái chỗ nhà xác laptop hay gì đó. Đây là cái webcam của cái máy laptop HP DV2000. Đây là con máy này. Và dòng máy này bây giờ thì không còn ai sử dụng nữa, thì nó cũng đã chết rồi. Do đó tôi sẽ tận dụng cái webcam này. Để cách làm như sau. Các bạn cắt sợi dây USB này ra. Khi cắt sợi dây USB này ra thì nó sẽ có 4 sợi: màu đen, màu đỏ, màu xanh và màu trắng. Đây. Sau đó các bạn cắt cái webcam của cái laptop ra, cắt sợi dây webcam của laptop ra, thì sợi dây webcam này nó có 5 sợi. Sợi dây này nó có 5 sợi. Nó cũng có màu đen, màu đỏ, màu xanh, màu trắng và một cái cọng nữa là cọng màu nâu. Và rất may cho chúng ta là bốn cọng kia nó trùng với nhau. Nó trùng màu với nhau, các bạn thấy không? Bốn cọng kia nó trùng màu với nhau, do đó các bạn cứ nối bốn cọng trùng màu lại thì các bạn sẽ được một chiếc webcam như ý muốn. Còn cái cọng màu nâu này nó không có, tại vì đây có 5 cộng, nó dư một cộng, thì màu nâu này nó không có kết hợp với ai thì chúng ta bỏ riêng ra, chúng ta không nói gì hết nha. Còn đối với những cái webcam mà ví dụ nó sai màu so với cái sợi dây USB á, thì các bạn cứ xác định nè: màu đen thì chắc chắn là cộng âm, màu đỏ thì nó là cộng dương, cộng dương. Thì chúng ta nối hai cộng này lại với nhau. Còn nếu mà hai cái cộng này, hai cái cộng mà màu 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 xanh này nè với lại màu trắng mà nó không trùng màu thì chúng ta cứ nối thử, chúng ta cứ nối thử, nếu sai thì chúng ta đảo lại là nó sẽ ok nha. Và ở đây tôi đã nối lại với nhau, chúng ta test thử, chúng ta test thử nha. Tôi để đây, chúng ta test thử, chúng ta cắm nó vào một cái laptop nào đó, chúng ta test thử. Đây là cái camera của laptop. Bây giờ tôi sẽ cắm cái camera tôi mới chế vào. Cắm vào. Các bạn thấy nó nhận một cái webcam thứ hai. Đó là cái webcam bên dưới, HP webcam. Bây giờ tôi mở thử. Tôi sẽ mở thử cái webcam. Rồi, để tôi coi webcam này là webcam nào. Rồi đúng rồi, đây cái webcam này nè, các bạn thấy nè, tôi quay lại nè, nè đó, vậy là cái webcam này hoạt động rồi nè, các bạn thấy không? Nè, tôi quay vô cái máy nè, đó, ngon lành. Chúng ta đảo thử ra một cái webcam này. Webcam này là webcam của máy. Webcam này là webcam của máy. Đó. Còn webcam này là webcam chúng ta vừa chế. Đó. Quay lại. Vậy là chúng ta đã thành công. Chúng ta có thể gắn vào cái PC hoặc là cái laptop để chúng ta sử dụng bình thường. Các bạn thấy đấy. Tôi quay ra ngoài nè, thấy rõ kìa không? Rồi, tôi quay thử mặt lên nè. Rõ chưa? Đó.
Đó, chúng ta cứ vậy mà làm thôi. Vậy là chúng ta đã tiết kiệm được tiền mua cái webcam, chúng ta tận dụng từ những thứ có sẵn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Làm theo, nếu mà ví dụ có vấn đề gì đó thì cứ comment cho mình.